Maliwa. Biên cơm à? Ăn cơm mà không kịp nhai luôn á. Thật là khổ. Kéo đi, ông chọn sát chút mà. Tại nó rộng bây giờ kéo ra hả? Cục này em có tự lấy không? Nó sưng lên lên này. Dạ không. Tự sưng vậy hả? Dạ. Chấm cái thuốc mụn lên nhà kìa. Chắc là không đẹp.
quên rồi hả? Đúng rồi. Cầm len đi. Cầm len đi. Sao đóng cửa không nhận nha? Dạ, chạy cô em cho em chỉ rồi. Lỗ luôn. Lỗ luôn, thiệt luôn á. Ủa, tính ra là mình chỉ tính miếng tiền mặt thôi chứ mình đâu có tính tiền cầm đâu. Ừ. Em mụn mọc mụn ngay cầm chị. Ừ, nó bắt. Hả? Đợi đợi xíu đi anh. Chị. Anh hay chị Nam? Anh. Đợi xíu đi em. Mặt vậy rửa mặt đi cho. Ừ. Ai mà làm cho? Nam. Mặt vậy rửa mặt đi. Nhớ toilet kìa rửa đi. Ủa gì vậy tối? Có sữa rửa mặt không? Không em. Lấy thêm 5 xị nữa em. Thiệt, thôi mà đi ăn cơm mới chạy chị tỉ đó. Mà chị ăn bao thì ta kêu ăn cơm cho nó mắc mắt lên nấu ăn không vui kêu có 100 nghìn gì á. Ừ. Ôi cơm 300 ngàn gì mà chứ giờ tiền nó xài đâu hết rồi. Biết luôn không biết cua là cho làm hết chắc nó khu vô không có chi ra đâu tới trả lương rồi nè này làm gì đam mê á. Ừ. Làm khu vô mà không có đi ra thì không biết mấy bây giờ chắc rồi. Ủa tết làm tới chừng nào vậy? Cả 25-26 nè. Tùy, chưa tùy gì khách. Chưa gì thì lo tới Tết rồi. Tùy là khách như nào mà. Tháng nữa mới tới mà. Tháng như là tới giờ đi về quê ăn Tết lên làm lại giờ. Ừ. Chuẩn bị hết một năm ăn hại rồi. Còn không mình ở đây mình làm luôn. Ừ. Em làm qua làm hả? Là sao? Chị làm em có qua làm không? Có chứ. Double tiền lên nha. Cái vụ liệu thì bình thường là 700 ngàn giờ triệu tư. Đúng rồi, giờ em đi danh nhà hàng nó cũng double tiền mà. Vậy để em ráng không? Ráng mà ta. Cái tưởng đâu ráng trả chứ. Cái tài đại. Cái tài thiệt của em luôn á hả Hảo? Dạ. Yeah. Mẹ em có tiền không? Ý là có tiền. Dạ không. Vì sao họ vậy trời? Nhìn cái mũi người ta uống mũi thịt của em đó hả này chứ. Được, tôi đi sửa mũi thì nói thôi chị. Cái đứa mũi thấp nhất lại đứa là đứa giàu nhất đúng không? Chị Năm, cứ chồng cho em.
kiếm chồng, đang kiếm chồng vậy. Ôi. Đừng hỏi câu hỏi khó trả lời vậy em. Tới đó là đi tiền cho tôi 5 triệu hay sao? Đi cây vàng hả? Vậy? Cây ít quá. Cây ít quá hả? Cái này nó có lưu âm thanh á em. Cây ít quá chứ mấy cây vậy? Đâu nói thử coi. Im rồi. Cho bút lại em nói đi. Đẹp quá. Dẫn. Đó, đó, bỉ nè. Đó, đó, đó. Rồi xong lỗ luôn. Mất rồi. Chính như là biên bản đóng tiền. Đóng tiền khoản. Để đi, để chị lụm cho. Nằm đi chị xuất bút. Nhan cũng được vui vậy đó. Em không khoái gì cả. Đọc rồi đó. Hạnh đâu trời? Chị mắt em bị yếu, em bị khó. Ừ. Sao nên mặt bầu cục bồ vậy đó? Trời ơi, định mệnh em ơi. Em không muốn làm người yêu của chị An đâu. Nó từ chối rồi. Ấy năm nãy giờ nó thời dài 10 lần rồi đó anh. Ủa cười gì kiểu khinh bỉ chứ. Em thích coi thằng mụn ra. Nên chưa tút coi đi em. Không coi nhà này chứ coi YouTube coi rồi. Trời coi YouTube mới đại. Coi trực tiếp mới đã. Tao nghĩ mình không phải coi mụn đâu. Mày đừng nói em mà kêu coi trai. Trời. Một phần. Người ta cũng mê trai mà nói vậy trời. Mang tiếng. Đó là ai cũng giống như bà sao? Thôi nãy giờ con bé kia bên kia ông dòm đi dòm ở đây không vậy? Nãy giờ có được nặng đau, có bao được nặng đau. Thôi đi. Ok thôi tôi nhìn trai được chưa? Ừ. Thà nói vậy đi, xuống thật đi. Chuyển khoản gì? Ừ. Ủa chuyển khoản gì vậy? 1.500.000. Ai trả tiền nợ hả? Cho cũng được. Cho cái cùng lâu đi. Nó chìm ra nó thiệt đó chứ. Chứ không ai nghĩ chị là chủ spa đâu chị An ạ. Chị là bà bán cáo ngoài chợ ấy. Không cho nó cũng mế rồi. Chị An mà đi bán cáo một cáo thì cũng mới bán cáo gì chứ. Ừ. Hả? Ngân hàng tiệc cơm. Mấy bà bán cá thì dễ gì bán lại chị. Không, thì bởi vậy chắc mấy bà bán cá muốn chị chết luôn á. Một không một. Mấy bà chửi là chửi là. Cục này nó bị chai rồi. Về chút thuốc nha. Cho nó lên nha. 4, 5, 9, 4. 4, 5, 9, 4.